lộ diện trợ lý khủng của huấn luyện viên Kim Sang-sik tại đội tuyển Việt Nam. Ông Cho Won-kun, quốc tịch Hàn Quốc, chính thức đồng hành cùng tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik trong vai trò trợ lý huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Chiều mùng 9 tháng 5, VFF chính thức công bố ông Cho Won-kun sẽ đảm nhiệm vị trí trợ lý huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Quyết định lựa chọn ông Cho Won-kun làm trợ lý huấn luyện viên trưởng được thực hiện căn cứ theo đề xuất của ông Kim Sang-sik và kế hoạch tổ chức nhân sự cho ban huấn luyện hai đội tuyển. Bên cạnh việc ký hợp đồng với trợ lý huấn luyện viên Cho Won-kun, VFF cũng sẽ lựa chọn và giới thiệu các trợ lý huấn luyện viên người Việt Nam nhằm hỗ trợ tốt nhất cho huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik trong công tác chuyên môn. Ông Cho Won-kun năm nay 43 tuổi, sinh năm 1981, từng khoác áo đội tuyển U23 quốc gia Hàn Quốc lọt vào tứ kết Olympic Athens 2004. Và trải qua thi đấu cho một số câu lạc bộ tại K-League như SC Seoul, Gwangju, Jeju United, Yeongju và Daegu FC. Sau khi giải nghệ, ông Cho Won-kun chuyển sang làm công tác huấn luyện tại Daegu FC trong vai trò trợ lý huấn luyện viên trưởng vào năm 2016, trước khi đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ này từ tháng 11 năm 2022, cho đến khi kết thúc hợp đồng vào tháng 4, 2024 vừa qua. Theo kế hoạch, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ và theo sự phân công của huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik, ông Cho Won-kun sẽ trực tiếp dự khán các trận đấu tại V-League nhằm phối hợp tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho đợt tập trung FIFA Day tháng 6 tới. Ai đã lọt vào mắt xanh tân huấn luyện viên Kim Sang-sik? Chiến lược gia Kim Sang-sik dường như đã chấm được hai cầu thủ đầu tiên để bắt đầu cho triều đại của mình tại tuyển Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF mới đây bổ nhiệm huấn luyện viên Kim Sang-sik thay thế thế chiến lược gia Philip Chaucer dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ngay khi vừa tiếp quản ghế nóng, nhà cầm quân Hàn Quốc và các cộng sự đã tích cực trông rủi trên các sân cỏ V-League 2023 đến 2024 để đãi các tiền vàng. Trong số các loạt trận đấu chiều mùng 8 tháng 5, vị huấn luyện viên sinh năm 1976 quyết định dự khán trận Nam Định tiếp Bình Dương ở vòng 17. Kết quả, chủ nhà đánh bại đội khách 3-1, qua đó một mình một ngựa trên cuộc đua tới ngôi vương V-League mùa này. Họ đang hơn 9 đối thủ nhì bảng Bình Dương tới 8 điểm. Cả 3 bàn thắng của chủ nhà Nam Định đều được ghi do con ngoại bình Rafaelson, trong khi bàn danh dự của Bình Dương được thực hiện bởi Bùi Vĩ Hào. Sau trận đấu trên sân Thiên Trường, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã đích thân xuống sân để hỏi thăm, trò chuyện với hai cầu thủ là Tiến Linh và Văn Toàn. Bộ đôi tiền đạo này đã gắn bó với đội tuyển nhiều năm qua. Việc nhà cầm quân Hàn Quốc xuống gặp gỡ Văn Toàn, Tiến Linh dường như ông đã chấm họ để bắt đầu cho triều đại của mình tại tuyển Việt Nam. Thực tế, chính huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sau trận đấu cũng đã tiến cử Văn Toàn cho tân thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Nếu có thể, tôi sẽ giới thiệu cả Tô Văn Vũ, Trần Văn Đạt và Trần Văn Công cho huấn luyện viên Kim Sang-sik. Đây là những cầu thủ đang duy trì phong độ rất cao, ông nói. Trận này, Văn Toàn dù không ghi bàn nhưng chơi khá năng nổ, trong khi Tiến Linh không thể hiện được nhiều và phải rời sân ngay đầu hiệp hai do chấn thương. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam do huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt sẽ hội quân vào mùng 1 tháng 6 tới, để chuẩn bị cho hai gặp Iraq và Philippines trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ngày 9 tháng 5 năm 2024, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF và ông Mai Đức Chung đã đạt được sự đồng thuận và thống nhất, ký hợp đồng trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong bản hợp đồng có thời hạn. Từ mùng 9 tháng 5 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, sau SEA Games 32 đến 2023, với thành tích lần thứ 4 liên tiếp cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành huy chương vàng, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã quyết định tạm dừng công việc này để dành thời gian cho gia đình. Sau một thời gian nghỉ ngơi phục hồi, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã quyết định sẽ trở lại với bóng đá nữ. Trong quá trình là huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung đã cùng các học trò giành được 6 trên 8 huy chương vàng SEA Games và đặc biệt đưa đội nữ vào vòng chung kết World Cup 2023. Dù trong những hoàn cảnh khó khăn như khi đội thi đấu vòng chung kết nữ châu Á, đội hình bị Covid-19 gần hết, nhưng thầy và trò đã nỗ lực vượt lên để giành được tấm vé đến vòng chung kết World Cup 2023. Những thành tích mà huấn luyện viên Mai Đức Chung đạt được cùng bóng đá Việt Nam nói chung, bóng đá nữ nói riêng rất ấn tượng. Chia sẻ cảm nghĩ trong lần trở lại nắm quyền dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung cảm ơn sự quan tâm, động viên, đặc biệt là sự tín nhiệm của Thường trực Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam và của Hội đồng huấn luyện viên quốc gia đối với ông. Về kế hoạch hoạt động của đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian tới, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, năm nay đội tuyển không tham dự giải đấu quốc tế nào. Tuy vậy, đội vẫn sẽ có một tập huấn tại nước ngoài vào tháng 7 hoặc tháng 8 sắp tới, sau đó các cầu thủ sẽ quay lại thi đấu giải trong nước, cũng như đội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham dự giải C1 nữ châu Á.
Đây là tiền đề để chúng ta có sự chuẩn bị thật tốt cho các mục tiêu quan trọng sẽ diễn ra trong năm 2025, gồm giải vô địch nữ Đông Nam Á, SEA Games 33, vòng loại ASEAN Cup nữ. Tôi sẽ cùng ban huấn luyện tập trung cao độ nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vụ bay lắc của cầu thủ huấn luyện Hà Tĩnh đã lên sóng quốc tế. Vụ tai tiếng nhóm cầu thủ huấn luyện Hà Tĩnh sử dụng trái phép chất ma túy đang lan truyền theo chiều hướng xấu. Trang web của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF đã đưa lên trang xã hội thông tin và hình ảnh vụ 10 người. Trong đó có 5 cầu thủ của huấn luyện Hà Tĩnh dùng chất ma túy bị công an Hà Tĩnh bắt. Dòng trạng thái chỉ mang tính thông tin nhưng lượt người xem và bình luận cực cao, trong đó phán bóng đá các nước bình luận rất chua cay. Dòng trạng thái trang xã hội của AFF viết, 5 cầu thủ của câu lạc bộ huấn luyện Hà Tĩnh đang đá V-League đã bị bắt gồm tiền vệ Đinh Thanh Trung, Nguyễn Trung Học, thủ môn Dương Quang Tuấn, trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng và hậu vệ Nguyễn Văn Trường. Dòng trạng thái trên còn cho biết, trong đó 5 cầu thủ này có Đinh Thanh Trung từng là cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam 2017 quả bóng vàng. Trong khi Nguyễn Ngọc Thắng là tuyển thủ trẻ U23 Việt Nam vừa khoác áo đội trẻ Việt Nam đá giải U23 châu Á tại Qatar. Và anh ta đã nhận thẻ đỏ ở trận Việt Nam gặp Kuwait. VFF đưa ra mức án phạt cho 5 cầu thủ trên. Dòng trạng thái chỉ có vậy và được viết bằng tiếng Anh. Dưới dòng trạng thái ấy là rất nhiều bình luận có cả những lời châm chích. Nick Ryan Cheung viết, nhóm cầu thủ này không chỉ dùng chất kích thích mà còn gái nữa. Nick Gilan viết, oa, họ tổ chức tiệc tùng và gái đấy. Nick Omahoma viết, họ tổ chức tiệc ma túy và gái à. Nick Jason Nguyễn viết, đó là một tin tốt lành, bóng đá Việt Nam cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Hãy trừng phạt họ, hãy cho họ biết cái giá phải trả cho việc dùng ma túy để thức tỉnh nhiều người khác. Nick Yuji Chang viết tỏ vẻ hoài nghi, họ là những tuyển thủ quốc gia. Phán có tên Huy Mỉa Mai, đó là một loại thần dược có thể giúp họ trở thành ngôi sao thế giới mà không cần phải đổ mồ hôi. Khổ luyện nhiều và họ đã nhận một cái kết không quá khó lường. Rất nhiều lời bình luận chua cay và thật đáng xấu hổ cho 5 cầu thủ này, trong đó có những cầu thủ rất nổi tiếng. Hình ảnh Nguyễn Ngọc Thắng trong pha phạm lỗi với cầu thủ Kuwait phải nhận thẻ đỏ, trận U23 Việt Nam, U23 Kuwait ngày 17 tháng 4, tại Qatar lại xuất hiện nhiều. Thế giới ngày nay là thế giới phẳng. Chuyện sẽ đến tai FIFA rất nhanh và thậm chí VFF còn phải có nghĩa vụ báo cáo vụ việc lên FIFA một cách trung thực nhất để tổ chức này ra phán quyết. FIFA luôn rất nghiêm khắc với những cầu thủ dùng chất kích thích. Bởi quan điểm của FIFA, cầu thủ luôn là tấm gương cho xã hội, cho các em nhỏ noi theo. Trong mọi trường hợp FIFA luôn trừng phạt đích đáng những cầu thủ dùng chất ma túy. Thanh Phương, bóng đá Việt Nam chạm trán Thái Lan ở giải đấu lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á. Thanh Hóa và Công an Hà Nội CHN chạm trán các đội bóng Thái Lan tại giải vô địch câu lạc bộ Đông Nam Á 2024 đến 2025. Trưa mùng 9 tháng 5 đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024 đến 2025. Trong lần đầu tiên được tổ chức, giải đấu có sự góp mặt của 12 câu lạc bộ, gồm 10 đội vào thẳng thuộc các quốc gia Indonesia 2 đội, Malaysia 2 đội, Thái Lan 2 đội, Việt Nam 2 đội, Philippines 1 đội, Singapore 1 đội và 2 đội thắng ở vòng play-off. Hai đại diện dự giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024 đến 2025 của Việt Nam là câu lạc bộ Thanh Hóa vô địch cúp quốc gia và Công an Hà Nội vô địch V-League. Theo kết quả bốc thăm, đội bóng xứ Thanh nằm ở bảng A với BG Pathum United SC Thái Lan, Terengganu SC Malaysia, PSM Makassar SC Indonesia và 2 câu lạc bộ thắng trong các trận play-off. Trong khi đội bóng ngành công an nằm ở bảng B cùng Borom United Thái Lan, Borneo SC Samarinda Indonesia, Kuala Lumpur City FC Malaysia, Lyon City Seller SC Singapore và KASC Philippines. Theo kế hoạch, giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 7 năm 2024 đến ngày 21 tháng 5 năm 2025. Các đội trong cùng bảng đá vòng tròn hai lượt sân nhà, sân khách, mỗi đội chơi 10 trận. Hai câu lạc bộ có thứ hạng cao nhất sẽ giành vé vào bán kết. Các trận bán kết và chung kết cũng thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về. Tổng giải thưởng của giải đấu bao gồm cả tiền hỗ trợ cho các đội bóng tham dự giải lên tới 1,5 triệu USD.